Đề bài hỏi rằng bây giờ là mấy giờ? Đầu tiên ta sẽ nhìn vào kim giờ, nó là kim ngắn hơn và xem nó chỉ vào đâu. Vậy đây sẽ là 12 giờ, 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ. Có vẻ như đã qua 4 giờ một chút. Vậy ta đang ở giờ thứ tư. Vậy giờ là 4. Và rồi ta sẽ tính số phút. Kim phút là kim dài hơn. Và mỗi vạch này đại diện cho 5 phút. Ta bắt đầu ở đây. Đây là đã qua 0 phút, rồi qua 5 phút, rồi qua 10 phút. Vậy thời gian là, số phút là 10, 10 phút đã trôi qua, và số giờ là 4, hay nói cách khác là 4 giờ 10 phút. Hãy làm thêm một bài nữa nào. Đây là mấy giờ? Đầu tiên, chúng ta nhìn vào kim giờ, đó là kim ngắn hơn. Nó ở chỗ xem nè, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Và nó nằm giữa 9 và 10. Nó vừa qua số 9. Vậy nó vẫn đang ở giờ thứ 9. Nó chưa đến giờ thứ 10. Giờ thứ 9 nghĩa là từ lúc bắt đầu với số 9 đến khi nó sát tới 10. Và sau đó đến giờ thứ 10. Vậy là 9 giờ. Và sau đó ta tính số phút. Nào, ta có thể đếm từ 0 trên đỉnh của đồng hồ. Vậy là 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Nó là 9 giờ 30 phút. Các bạn có thể hiểu được vì ta biết rằng 1 giờ có 60 phút và điểm này ở ngay nửa vòng đồng hồ và một nửa của 60 là 30. Hãy làm thêm một bài nữa nào. Đây là mấy giờ? Hãy đếm xem. Đây là 12, 1. Thật ra ta có thể đếm ngược lại. Ta có thể đếm 12, 10, 11, 10. Vậy lúc này ta đang ở giờ thứ 10. Kim giờ đã qua số 10 nhưng vẫn chưa đến số 11. Vậy đang ở giờ thứ 10. Bao nhiêu phút đã trôi qua rồi? Đây sẽ là 0, 5, 10, 15, 20 phút đã trôi qua. Đó là chỗ kim phút chỉ vào. Đó là 10 giờ 20 phút.